Chào mừng tất cả bạn đã trở lại với channel Men's Bay, hay còn gọi là channel Vịnh Đàn Ông. Nếu như anh em ở đây là một chàng trai đã theo dõi channel Men's Bay từ rất là lâu rồi, thì tôi tin chắc là anh em đã sở hữu mình những cái kỹ năng như là nhắn tin tán tỉnh, như là những cái câu nói đốn tim phụ nữ. Thì anh em biết á, là khi á, mà chúng ta đã có đủ kỹ năng rồi, đã có thể dễ dàng chinh phục một cô gái rồi, thì dẫn tới cái bước cuối cùng rất là quan trọng, đó chính là câu hỏi chúng ta nên bắt đầu tán tỉnh một cô gái khi nào. Hoặc là nếu như anh em ở đây á, đã tán tỉnh, đã có một mối quan hệ mập mờ với một cô gái rất là lâu rồi và anh em muốn chốt kèo á, thì đây chính là cái video dành cho anh em. Vì ở trong video này tôi và anh em sẽ đi tới 5 cái thời điểm mà nếu như anh em ở đây bắt đầu tán tỉnh hoặc là tỏ tình với một cô gái thì tỷ lệ thành công của anh em sẽ tăng lên gọi là đột biến luôn. Vậy thì đố anh em 5 thời điểm đó là 5 thời điểm nào? Không phải là ngày 4 tháng 2 nha anh em. Ok, hấp dẫn đúng không? Đi cùng tôi toàn bộ clip đến từ channel Men's Bay nè. Let's go. Trước khi mà anh em chúng ta bắt đầu clip này, anh em hãy nhớ là 5 cái thời điểm này á, là 5 cái thời điểm mà nếu như anh em có một cô gái để nói chuyện từ lâu rồi và tỏ tình thì thành công. Chứ không phải là tôi nói với anh em là tự nhiên không quen biết gì người ta hết, xong rồi cái năm thời điểm này anh em nhảy vô anh em tỏ tình thì chắc chắn là sẽ không thành công nha anh em. Cho nên là tránh cái việc mà anh em hiểu nhầm cái ý của tôi. Cho nên là anh em hãy xem clip này với tâm trạng cởi mở nhất nha. Cái thời điểm đầu tiên đó chính là vào mùa dịch bây giờ anh em ơi. Là ngay bây giờ nè anh em. Ngay bây giờ mà anh em đang xem clip này của channel Men's Bay thì khả năng rất là cao anh em cũng giống như tôi đang phải ở nhà cách ly vì tình hình dịch đúng không anh em. Thì những cô gái á, những cô gái ngoài kia họ cũng tương tự như anh em tụi mình thôi. Họ cũng phải nằm ở nhà, họ cũng phải lướt Facebook trong sự chán nản và họ không biết một cái gì để làm hết. Và có thể là có một số cô gái đã rất là lâu rồi họ còn không có cơ hội tiếp xúc với những cái chàng trai khác luôn. Cho nên ngay lúc này là ngay cái lúc mà cô gái cảm thấy là đang khá là chán, đang khá là buồn, đang cần một cái gì đó mới mẻ so với những cái chuỗi ngày nằm ở nhà lướt điện thoại trong mùa dịch. Cho nên nếu như bây giờ mà anh em đang suy nghĩ có nên tán một cô gái hay không thì tôi khuyên em là hãy bắt đầu ngay bây giờ đi. Là vì nếu như bây giờ anh em bắt đầu á, cái tỷ lệ thành công của anh em nó cao kinh khủng luôn đó nha anh em. Chúng ta qua cái thời điểm thứ hai mà khả năng thành công của anh em sẽ rất là cao, đó chính là khi mà cô gái này đang xỉn. Người ta gọi là rượu vào lời ra. Tôi không nói anh em đây là đi chuốc rượu một cô gái để làm những hành vi bậy bạ. Nhưng mà một cô gái thông thường á, một người phụ nữ á, khi mà họ có một cuộc sống bình thường, họ phải chịu những cái áp lực, họ phải tỏ ra họ là một cô gái, họ phải có những cái áp lực của học tập, của công việc. Và khi mà họ có một cái cơ hội để bung lộ, đó là chính là khi mà họ có một tí cồn vào người. Có thể là họ đi bar với anh em, có thể là anh em đi karaoke và anh em với cô gái này uống một tí cồn gì đó rồi. Thì khi này á, anh em biết là phụ nữ sẽ rất là dễ chịu, sẽ không còn những cái gọi là định kiến xã hội là cô ấy phải như thế này như thế kia. Cô ấy sẽ rất là dễ dàng mở lòng với một chàng trai. Và cái chàng trai mà cô ấy dễ dàng mở lòng là chàng trai đang coi clip này thì sao, đúng không anh em? Cho nên nó cái lần tiếp theo nếu như mà anh em và cô crush của mình đi karaoke, đi họp lớp, đi đâu đó, đi qua nhà bạn mà có một tí cồn vào người thì có thể là khi đó cái tỷ lệ thành công của anh em nó cao lên rất là nhiều đó nha. Chứ tôi không khuyến khích em uống rượu gì đâu. Ok. Cái thời điểm thứ ba mà anh em ở đây tỏ tình và thành công rất là cao, đó chính là sau khi một cô gái vừa mới chia tay xong. Nếu như anh em đã là một cái người anh em lâu đời của channel Men's Bay, chắc chắn anh em sẽ nhớ cái clip 5 kiểu phụ nữ đừng nên tán. Trong đó tôi từng đề cập tới cái việc á, là khi á, mà một cô gái họ mới vừa chia tay, đó là lúc mà họ rất là dễ vỡ. Thì thật ra cái điều này nó áp dụng với lẫn cả nam lẫn nữ luôn. Là khi á, mà một con người vừa mới vừa bước ra khỏi một cuộc tình buồn á, thì lúc này người ta đem theo cho mình một cái sự buồn bã, một cái sự cô đơn, một cái sự thiếu đi cái gì đó quen thuộc. Cái đó là quan trọng nha anh em. Cho nên á, khi mà một cô gái vừa mới chia tay mà anh em nhảy vào thì cái khả năng rất là cao là anh em sẽ dễ dàng chiếm được tình cảm của cô gái này. Tuy nhiên dừng lại nha anh em, là mặc dù cái thời điểm này rất là dễ để anh em thành công, nhưng mà tôi không dám hứa anh em là nếu như anh em có thành công rồi thì mối quan hệ của anh em sẽ lâu dài được. Là vì khả năng rất là cao, và là nếu như một cô gái mới chia tay mà anh em nhảy vô á, thì có thể là anh em sẽ trở thành một cái chàng trai gọi là rebound đó, một chàng trai tới để bù đắp tình cảm của cô gái này thôi.
Cho nên là mặc dù đây là thời điểm rất là dễ thành công, nhưng mà tôi lại không khuyên. Nhưng mà dễ thành công cho nên tôi bỏ vô clip này luôn. Anh em cứ xem và thấy cái gì áp dụng được cứ áp dụng nha anh em. Cái thời điểm thứ tư mà nam giới nên tỏ tình, tôi dùng chữ nên luôn, là vì cái thời điểm này là cái thứ mà tôi rất là tâm đắc trong clip này. Đó chính là vào ngày 13 tháng 2. Tôi không nói anh em ở đây là phải chờ đợi tới ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine, là ngày quốc tế tình yêu để anh em tỏ tình, là vì rất rất là nhiều những cái chiến binh gục ngã ngoài kia họ cũng chờ đợi tới ngày 14 tháng 2 và họ tỏ tình rồi. Nhận đi cho em nó vui. Và anh em ở đây á đang coi clip này của Men's Space thì tôi muốn anh em phải dừng lại, là vì sao? Là vì á có một cái câu đùa vui là đối với những cô gái độc thân á thì ngày 13 tháng 2 á đó gọi là ngày Desperate Day, có nghĩa là ngày của sự tuyệt vọng. Là vì sao? Là vì những cô gái độc thân á họ biết được rằng là vào ngày mai á, ngày 14 tháng 2 á thì những cô gái khác họ được đi chơi với người yêu, họ có người yêu tặng quà, họ được tận hưởng cái ngày 14 tháng 2, trong khi bản thân họ thì vẫn độc thân và ngày 14 tháng 2 đối với họ cũng sẽ chỉ là một ngày bình thường thôi. Cho nên á, mặc dù một cô gái họ sẽ tỏ ra là họ không cần người yêu vào ngày 14 tháng 2, họ rất là ổn một mình, nhưng mà đằng sau trái tim của một cái sự nhạy cảm của người phụ nữ á, ai cũng mong muốn là bản thân mình được yêu và yêu vào ngày quốc tế tình yêu cả. Cho nên á, ngày 13 tháng 2 là cái ngày á mà nếu như anh em xuất hiện, anh em tỏ tình, anh em bắt đầu tán tỉnh một cô gái thì khả năng anh em thành công ở đây là rất rất là cao đó nha anh em. Cho nên đó cũng chính là thời điểm thứ tư mà nam giới nên tỏ tình, 13 tháng 2. Cái thời điểm thứ năm mà khả năng thành công của anh em sẽ rất là cao, đó chính là ngay sau khi bạn thân của cô gái này vừa có bồ. Tại sao tôi lại đề cập ở trong đây là nó có hai yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên á là khi á mà một cô gái có bạn thân, đúng không, mà bạn thân của cô gái này có bồ, có nghĩa là cô ấy sẽ tự hiểu được rằng là thời gian sắp tới á, cái cô bạn thân này sẽ không còn dành nhiều thời gian cho bản thân cô gái này nữa, là vì cô ấy đã có bồ rồi. Thứ nhất á là cái cô gái này sợ sự cô đơn. Cái thứ hai á là tôi từng đề cập với anh em rồi, là phụ nữ họ có một cái sự cạnh tranh ngầm với nhau, cho nên á mặc dù đây là bạn thân, không phải là họ ghét nhau, nhưng mà cô gái này nè, họ nhìn thấy người bạn thân của họ có bạn trai thì họ cũng sẽ muốn cái điều tương tự, họ không muốn có cảm giác là mình thua kém với người bạn thân của mình. Cho nên ngay cái lúc này nè, ngay cái lúc á mà người cái cô bạn thân của cô gái của anh em đang tán á mà có bồ á, anh em nhảy vào thì rất là khả năng rất là cao á là chính cái cô bạn thân kia sẽ là cái người thúc đẩy cho anh em luôn, kiểu thôi mày quen đi tới mày có bồ chung cho vui nè, đi hẹn chung bốn người đó, thì rất rất là dễ dàng thuận tiện cho anh em có thể gọi là make a move vào cái thời điểm này. Đó, ok anh em ơi, đó chính là năm cái thời điểm mà nếu như anh em ở đây bắt đầu hành động á thì khả năng thành công của anh em rất rất là nhiều. Thì anh em cũng nên nhớ, hãy nên nhớ là năm thời điểm này nó chỉ có tác dụng khi mà anh em và cô gái này đã có một cái sự trò chuyện với nhau, chứ tránh cái trường hợp là anh em không biết gì người ta mà anh em nhảy vô chốt kèo là chắc chắn sẽ không thành công nha anh em. Tôi phải đề cập lại lần nữa tại cuối clip, tại sợ nhiều mấy ông gọi là quên nghe đầu tiên mà hiểu sai ý tôi. Ok, thì anh em thấy video clip ngày hôm nay như thế nào? Có vẻ hơi mới lạ đúng không anh em? Thì nếu như mà anh em thấy hay, hãy để lại nút like và hãy comment cho tôi biết luôn là anh em thấy chủ đề như thế nào. Tại vì tôi cũng rất là ấp ủ chủ đề này, cho nên là anh em hãy nhớ comment cho tôi biết nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem toàn bộ clip này từ channel Men's Space. Nếu thấy hay thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào icon cái chuông, bật thông báo tất cả để khi mà tôi ra clip mới, YouTube sẽ thông báo trực tiếp đến với anh em và anh em sẽ yên tâm không bỏ lỡ bất kỳ clip nào đến từ cái kênh quá hay này nha anh em. Ok, hẹn anh em là lần sau tại channel Men's Space. Còn bây giờ thì chào các bạn.